Xin kính chào quý vị, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Vui phát sóng trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay trên thị trường của chúng ta có rất nhiều loại omega 3 khác nhau, từ hàng xách tay cho tới hàng nội địa. Vậy omega 3 cần chọn loại nào, sử dụng ra sao để đạt được hiệu quả tốt nhất? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay với sự chia sẻ của chuyên gia Lê Thị Hải. Xin mời quý vị và các bạn cùng làm quen với chuyên gia. Vâng, xin chào MC Mỹ Vân, xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Sống Vui. Trước khi đến với phần trò chuyện cùng chuyên gia, mời quý vị hãy theo dõi phóng sự sau đây. Omega 3 là một trong những hoạt chất vô cùng cần thiết với sự phát triển của cơ thể. Omega 3 gồm hai thành phần chính là DHA và EPA, giúp duy trì sức khỏe tim mạch, trí não và mắt. Tuy nhiên, đây là nhóm chất mà cơ thể không tự tổng hợp được nên cần phải bổ sung từ bên ngoài thông qua các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, để lựa chọn các sản phẩm omega 3 loại nào tốt và an toàn cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Tôi hay có thói quen mua hàng xách tay, hàng ngoại, cho nên là tôi hay thường chọn mua các cái loại omega 3, hàng của nước ngoài. Bé nhà tôi đang trong độ tuổi đến trường ý, mà thời gian vừa rồi các con phải học online ở nhà. Cái việc vừa phải học online ở nhà, vừa là phải giải trí ở trên máy tính điện thoại ấy, khiến cho tôi rất là lo lắng về cái sức khỏe thị lực của bé. Tôi cũng được bạn bè và các phụ huynh khác ở lớp có khuyên là nên cho con bổ sung thêm cái omega 3 ấy. Tôi tìm hiểu thì omega 3 tốt là omega 3 mà có chứa cái dạng omega 3 Triglyceride với DHA và EPA hàm lượng cao, và đặc biệt là với trẻ em thì phải chọn loại omega 3 giàu hàm lượng DHA hơn. Thưa chuyên gia Lê Thị Hải, hiện nay có nhiều người quan niệm rằng là dùng omega 3 thì phải chọn loại có hàm lượng cao này, viên to, hàng ngoại nhập thì mới là tốt. Quan niệm này có đúng hay không và vì sao lại như thế ạ? Chúng ta được biết là hiện nay thì cái omega 3 là một chất dinh dưỡng mà cũng rất là quan trọng, chúng ta cần phải bổ sung vào hàng ngày bởi vì nó có rất là nhiều tác dụng đối với cơ thể của chúng ta. Thế thì cái vấn đề ở đây là cái quan niệm mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm omega 3 như là quan niệm trong cái phóng sự vừa rồi chúng ta xem ấy, thì nếu là hàng nhập ngoại nhưng mà cũng phải tùy từng cái nguồn gốc xuất xứ. Nếu như mà hàng nhập ngoại ở đây mà nếu mà nhập khẩu từ Na Uy chẳng hạn, tức là ở những cái nơi, những đất nước mà nó có cái nguồn omega 3 rất là tinh khiết, rất là tốt ấy, thì đúng là tốt thật. Cái thứ hai nữa là chúng ta quan niệm là càng viên càng to thì càng tốt, nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là trong thành phần của axit béo omega 3 thì có hai cái axit béo quan trọng nhất, đó chính là DHA và EPA. Thế cho nên là cái quan trọng ở đây là không phải là viên to, mà quan trọng ở đây chúng ta phải cái hàm lượng hai cái axit béo nó phải ở cái tầm độ tinh khiết và đậm đặc nhất thì sẽ mang lại hiệu quả. Thì tôi nghĩ là omega 3 dạng triglyceride từ cái nguồn nhập khẩu từ Na Uy chẳng hạn thì tôi nghĩ là nó sẽ mang lại hiệu quả rất là tốt, chứ không nhất thiết là cứ phải hàng nhập ngoại hay là viên to. Vừa rồi chuyên gia có nhắc tới omega 3 dạng triglyceride. Vậy thì omega 3 dạng này có những ưu điểm gì vượt trội so với các loại khác ạ? Chúng ta biết là hiện nay trên thị trường ấy, omega 3 thì từng loại ở hai cái dạng. Dạng thứ nhất là dạng triglyceride và dạng thứ hai là dạng ethyl ester. Thế thì có một cái điều là chúng ta thấy là cái omega 3 dạng triglyceride thì nó có rất nhiều những cái ưu điểm vượt trội hơn so với dạng ethyl ester. Thứ nhất ở đây là một cái khả năng hấp thu vào trong cơ thể ấy, thì nó cao hơn rất nhiều so với dạng ethyl ester, tức là hấp thu cao hơn cái kia đến 70%. Cái thứ hai nữa là khi mà người ta sản xuất ra cái dạng triglyceride thì các nhà sản xuất phải qua hai cái bước nữa đấy, thì mới chuyển từ cái dạng ethyl ester để chuyển thành cái dạng triglyceride được. Cho nên là mất hai cái bước kỹ thuật nữa, cho nên là những cái sản phẩm omega 3 dạng triglyceride thì bao giờ cũng là ở những cái sản phẩm cao cấp và đắt tiền hơn rất nhiều so với cái sản phẩm ethyl ester. Và cái điều quan trọng thứ ba nữa là nó ít bị oxy hóa. Chúng ta biết là axit béo và oxy hóa này nó trở thành những cái sản phẩm độc hại không tốt cho cơ thể. Để giúp cho các quý vị khán giả chúng ta có thể phân biệt được hai cái loại này thì những cái sản phẩm omega 3 mà dạng triglyceride thì bao giờ nhà sản xuất cũng ghi trên nhãn hàng là đây là omega 3 dạng triglyceride. Rồi thứ hai là chúng ta có thể nếm cái mùi vị thì dạng triglyceride thì nó ít tanh hơn rất là nhiều so với cái dạng ethyl ester. Và một cái điều nữa là các bạn cũng có thể phân biệt bằng cách là chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm rất là đơn giản. sự ăn mòn trên cái hộp xốp. Do chúng ta cắt cái viên axit béo omega 3 chúng ta nhỏ vào trên hộp xốp. Nếu như mà là dạng etinesite thì vì nó oxy hóa rất là nhanh, cho nên khi chúng ta nhỏ vào hộp xốp một cái thì nó sẽ bị ăn mòn hộp xốp ngay. Thế nhưng mà ngược lại, nếu như là cái dạng triglyceride thì vì nó oxy hóa rất là chậm và oxy hóa rất là ít, chính vì vậy cho nên là khi chúng ta nhỏ trên hộp xốp thì phải rất lâu sau thì nó mới bị ăn mòn một chút xíu thôi. Đấy là một cái thí nghiệm mà tôi nghĩ là rất là đơn giản là chúng ta có thể làm được. Tóm lại thì cái omega 3 dạng triglyceride thì nó có rất nhiều những cái ưu điểm vượt trội hơn hẳn rất nhiều so với cái dạng etinesite. Tức là thứ nhất là về độ an toàn, khả năng hấp thu, hiệu quả vượt trội hơn rất là nhiều. Và thứ hai nữa là cái sản phẩm này thì nó thường được sản xuất ở trong những cái sản phẩm cao cấp, mang lại hiệu quả rất là an toàn cho người sử dụng. Như vậy là chúng ta cần phải lựa chọn đúng loại omega 3 dạng triglyceride. Bên cạnh đó thì có các tiêu chí nào khác cho người tiêu dùng sử dụng omega 3 tốt nhất cho cơ thể không ạ? Cái tiêu chuẩn mà để chúng ta lựa chọn được cái sản phẩm omega 3 tốt, có tác dụng rất tốt đối với cơ thể, cái tiêu chuẩn đầu tiên là chúng ta phải chọn omega 3 dạng triglyceride. Cái thứ hai nữa là cái sản phẩm đó phải có giàu cái hàm lượng DHA và EPA. Đấy và cái tiêu chuẩn thứ ba đó là cái nguồn để sản xuất ra cái omega 3 đó, thì như tôi đã phân tích ở trên thì cái nguồn dầu cá tốt nhất là nên nhập khẩu từ Na Uy. Cái tiêu chuẩn thứ tư nữa là chúng ta phải chọn cái dạng mà nó có cái hàm lượng DHA cũng như EPA phù hợp với từng cái đối tượng người sử dụng. Đấy, ví dụ như là chúng ta biết là đối với trẻ em hay là phụ nữ mang thai thì chúng ta lại nên chọn cái dạng omega 3 mà có cái tỷ lệ axit béo DHA trên EPA là tỷ lệ 4:1, bởi vì cái tỷ lệ 4:1 này là cái tỷ lệ mà nó giống như cái tỷ lệ có trong sữa mẹ. Thế chính vì vậy cho nên là rất phù hợp với trẻ nhỏ cũng như là phụ nữ mang thai. Đối với những người mà mắc các cái bệnh lý bệnh nền, nhất là đối với người trung cao tuổi, đặc biệt là cái bệnh như là rối loạn mỡ máu này, hay là những cái người mà bị bệnh tăng huyết áp, những bệnh về tim mạch, hay là có những cái nguy cơ mắc đột quỵ, thì chúng ta lại nên chọn cái dạng axit béo omega 3 mà có hàm lượng DHA và EPA cao, và đặc biệt ở đây là nhờ người ta có cái phương pháp làm giàu EPA, tức là cái viên này thì nó lại có hàm lượng EPA cao hơn DHA. Thế và cái tiêu chuẩn thứ 5 ở đây là chúng ta phải chọn những cái sản phẩm mà đã được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành, được phân phối bởi những công ty dược phẩm có uy tín trên thị trường hiện nay. Vậy thì thưa chuyên gia, người tiêu dùng nên sử dụng omega 3 dạng triglyceride dầu DHA và EPA như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất ạ? Thứ nhất là chúng ta về thời gian dùng thì chúng ta phải dùng cái thời gian nó kéo dài, thường xuyên thì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Và thứ hai là chúng ta phải dùng liều nó phù hợp với từng đối tượng cũng như là cái liều lượng sử dụng. Nếu như sử dụng cái viên omega 3 mà có cái hàm lượng DHA và EPA là cái tỷ lệ là 4/1 đấy. Và cái dạng này thì là cái viên của nó nhỏ, dễ uống, thì chúng ta dùng cho trẻ nhỏ cũng như là phụ nữ mang thai thì chúng ta dùng liều như sau. Ví dụ như đối với cháu bé từ 1 cho đến 8 tuổi thì chúng ta chỉ cần bổ sung khoảng 200 mg axit béo omega 3 này một ngày thôi. Cho nên nếu mà dùng thì chỉ cần dùng một viên một ngày thôi. Thế còn đối với trẻ bắt đầu từ 8 tuổi trở lên thì chúng ta có thể dùng đến 400 mg axit béo omega 3, thì chúng ta dùng cái dạng viên này thì chúng ta dùng 2 viên một ngày, chia làm 2 lần. Thế còn thì đối với phụ nữ mang thai và nuôi con bú thì chúng ta dùng 400 cho đến 800 mg axit béo omega 3 này một ngày, thì chúng ta dùng từ 2 viên cho đến 4 viên một ngày. Thế còn đối với người cao tuổi và những người mà mắc cái bệnh nền, ví dụ là tăng huyết áp này, rối loạn mỡ máu này, thì chúng ta nên sử dụng sang có hàm lượng DHA và EPA cao, và đặc biệt ở đây là nhờ người ta có cái phương pháp làm giàu EPA, tức là cái viên này thì nó lại có hàm lượng EPA cao hơn DHA. Thế và cái liều dùng ở đây thì nếu như đối với những người mà bị tăng lipid máu, tức là rối loạn chuyển hóa lipid máu, thì chúng ta dùng 2 gam, tức là dùng 4 viên một ngày, chia làm 2 lần. Thế còn đối với những cái người mà bị tăng huyết áp rồi thì chúng ta dùng 3 gam một ngày, tức là dùng 6 viên chia 2 lần. Đấy, nghĩa là mỗi ngày dùng 6 viên. Còn đối với những người mà muốn phòng ngừa các bệnh về tim mạch, huyết áp, hay là phòng ngừa tình trạng đột quỵ thì chúng ta dùng 1 gam một ngày, thì chúng ta chỉ cần dùng 2 viên một ngày. Sản phẩm không phải thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3 Vinh Gia hỗ trợ tăng cường sức khỏe mắt, trí não, tim mạch cho mọi người, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi. Omega 3 Vinh Gia chứa Omega 3 dạng triglyceride từ Na Uy với DHA và EPA cao. Omega 3 Vinh Gia gồm 2 sản phẩm. Omega 3 Vinh Gia giàu DHA hơn, phù hợp với trẻ em và người trẻ, dạng viên nhỏ, dễ uống. Omega 3 Vinh Gia 2 giàu EPA hơn, phù hợp với người trung đến cao tuổi hoặc người mắc các bệnh tim mạch, mỡ máu cao, huyết áp cao, xơ vữa động mạch. Chọn ngay Omega 3 Vinh Gia dạng triglyceride với DHA và EPA cao từ Na Uy. Tôi đã sử dụng nhiều loại omega 3 nhưng mà tôi chưa thấy cái hiệu quả nó rõ rệt. Nhưng mà từ khi chuyển sang sử dụng Omega 3 dạng Triglyceride với EPA và DHA hàm lượng cao và giàu EPA hơn thì tôi thấy hiệu quả rõ rệt trong cái việc điều trị cái bệnh xơ vữa động mạch, bệnh huyết áp cao và bệnh mỡ máu cao của tôi hơn hẳn các cái thuốc cũ. Tôi sẽ tiếp tục cái sử dụng trong thời gian tới để bảo vệ tốt cái sức khỏe tim mạch của tôi, làm cho đầu óc luôn luôn minh mẫn, mắt thì sáng này, và đặc biệt là phòng chống đột quỵ. Chúng ta cùng cảm ơn chuyên gia Lê Thị Hải với những lời khuyên rất hữu ích vừa rồi. Quý vị và các bạn nếu như có thắc mắc thì ngay bây giờ có thể gọi điện cho tổng đài miễn phí của chúng tôi với số 1800 55 8889 hoặc số hotline 0896 509 509. Quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sốngkhỏe@bacsietuvvấn.vn hoặc website bacsietuvvấn.vn. Đến đây cho phép chúng tôi một lần nữa gửi lời cảm ơn tới quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.